Có nên si tiểu cho bé sớm hay không là một chủ đề gây tranh cãi của nhiều các bậc phụ huynh. Si tiểu ở trẻ giúp cho trẻ có thể chủ động hơn trong việc đi vệ sinh. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng đây là vấn đề không tốt với thận của trẻ. Vậy có nên si tiểu cho bé sớm không? Hãy cùng nghe chuyên gia phân tích về vấn đề này. Một lợi ích của việc si tiểu cho bé si tiểu là động tác mẹ tập cho bé đi tiểu dưới sự ứng dụng của liên kết âm thanh và việc đi tè của bé. Mặc dù chưa có nghiên cứu nào cụ thể về lợi ích của việc si tiểu cho bé, nhưng có thể thấy si tiểu cho bé có thể giúp ích cho bố mẹ nhiều trong quá trình chăm sóc trẻ như giúp bố mẹ và bé gắn kết hơn. Mỗi lần cho bé si tiểu là cơ hội giúp cho bố mẹ và trẻ gắn kết hơn. Khi si tiểu cho bé, bố mẹ cần phải quan sát trẻ nhiều hơn để bắt kịp nhu cầu đi vệ sinh của trẻ. Bên cạnh đó, khi cho trẻ đi tè bằng với tiếng xì xì là bố mẹ đang giao tiếp và trò chuyện cùng với trẻ, giúp gắn kết mẹ và bé hơn, giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Nhiều bé quấy khóc và cảm thấy khó chịu khi bị đeo bỉm và tã. Việc si tiểu cho bé có thể hạn chế được việc đeo bỉm cho trẻ nhờ đó bé sẽ cảm thấy được thoải mái hơn. Giảm thiểu được số lượng lớn các bỉm tã thải ra bên ngoài môi trường theo con số nghiên cứu được, một chiếc bìm phải mất hàng thế kỷ mới có thể phân hủy được. Trong khi đó, mỗi đứa trẻ cần phải sử dụng đến 8.000 cái bìm nếu không được si tiểu để tự đi tiểu được. Như vậy việc si tiểu cho bé sớm có thể góp phần nào vào việc bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta. Và nó cũng sẽ tích góp cho mẹ kha khá khoản tiền chi cho việc mua bìm cho bé. Tập cho bé thói quen tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Việc si tiểu sớm cho bé giúp cho bé đi vệ sinh đúng giờ giấc mẹ đã dạy giúp trẻ có thể sớm hình thành được thói quen tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Mẹ có thể cho bé vui chơi thoải mái mà không sợ bé đi tiểu. Lúc đó làm ảnh hưởng đến cuộc vui hay giấc ngủ của bé, việc si tiểu cho bé hoàn toàn là tự nhiên. Rất nhiều phụ nữ ở các nước châu Phi, châu Á đã áp dụng việc si tiểu cho bé. Ngay từ khi bìm chưa có mặt trên thế giới này. Điều này cho thấy nó không hoàn toàn ảnh hưởng đến sự phát triển của bé, việc si tiểu cho bé như thế nào hợp lý và vệ sinh hơn việc cho trẻ đi vệ sinh bằng bỉm. Một số nhà khoa học còn cho rằng việc si tiểu cho bé cũng giống như việc mẹ quan sát bé đói hay buồn ngủ để cho bé ngủ và điều đó rất bình thường và không có gì to tát cả. Hai, bất lợi của việc si tiểu cho bé. Mặc dù có những lợi ích như trên nhưng cũng có những khó khăn mẹ gặp phải khi si tiểu cho bé như cần sự kiên nhẫn và nhiều thời gian của bố mẹ. Để trẻ có thể quen với việc si tiểu. Bố mẹ cần có thời gian cho trẻ làm quen dần dần mới có thể giúp trẻ đi tiểu được mỗi khi bố mẹ si. Thông thường, bố mẹ cần bắt đầu bằng việc bỏ bỉm cho trẻ vào một số khung giờ cố định. Hoặc mỗi khi bố mẹ ở nhà cùng bé, việc si tiểu cho bé có thể đi vào quỹ đạo bình thường được cần phải mất thời gian 1 đến 2 tuần cho bé tập. Trẻ có thể chưa kịp sẵn sàng với việc cho bé si tiểu, theo viện nhi khoa ở Hoa Kỳ cho biết, bé chỉ có thể nhận thức được cảm giác buồn muốn đi vệ sinh sau 12 tháng sau sinh và biết kiềm chế kiểm soát đi vệ sinh khi được 18 tháng tuổi. Vì vậy, không phải bé nào cũng cảm thấy thoải mái hay hứng thú với việc đi tiểu, vậy mẹ hãy cho bé làm quen với việc si tiểu bằng cách làm quen với nhà vệ sinh trước khi mà trẻ đã bắt đầu có sự nhận thức và phát triển. Việc này sẽ hiệu quả hơn nếu bố mẹ bắt đầu sớm. Si tiểu được cũng là một hành trình vất vả. Việc si tiểu cho bé không hề đơn giản như chúng ta vẫn thường nhìn thấy. Nó khiến mất nhiều thời gian để trẻ làm quen với việc si tiểu. Cách dấu hiệu nhận biết trẻ buồn đi vệ sinh vì trẻ chưa biết nói. Nếu mẹ không đủ kiên nhẫn trong vấn đề này thì có thể không chỉ dừng lại ở việc không thành công si tiểu, mà còn khiến cho mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trở nên tiêu cực hơn. Việc si tiểu cho bé có thể sẽ rất bừa bộn. Nhiều lúc việc si tiểu sớm cho bé khiến cho nhiều tai nạn có thể xảy ra như mẹ không kịp si tiểu cho bé, bé đã có thể đi vệ sinh lung tung ở trong nhà rồi, ba. Có nên si tiểu sớm cho bé không? Bác sĩ nói gì về vấn đề này? Tùy theo mục đích của bố mẹ khi muốn si tiểu sớm ở trẻ là gì. Nếu như bố mẹ muốn cho bé si tiểu sớm để giúp trẻ luyện tập được kỹ năng đi vệ sinh về sau sớm thì nên cho bé si tiểu sớm. Việc cho bé si tiểu sớm giúp trẻ học được các dấu hiệu của bô hay nhà vệ sinh để tìm đến chúng mỗi khi muốn đi vệ sinh. Ngoài ra có thể thấy việc si tiểu sớm cho trẻ sớm hay muộn hoàn toàn phụ thuộc vào việc trẻ đã sẵn sàng cho việc đi tiểu hay chưa, việc si tiểu sớm cho bé chỉ là việc tạo thói quen. Một phản xạ có điều kiện cho trẻ và điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của thận hay bàng quan của bé như một số ý kiến trái chiều khác. Tuy nhiên, tập si tiểu cho bé dưới 1 tuổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì khi đó não của bé chưa được phát triển hoàn thiện và chưa bắt được tín hiệu nhu cầu đi tiểu. Với trẻ 1 đến 2 tuổi việc si tiểu dễ dàng hơn vì bé đã bắt đầu có tín hiệu để giúp mẹ nhận ra nhu cầu của bé. Để việc si tiểu của bé diễn ra thuận lợi thì cha mẹ cần nắm rõ được lịch sinh hoạt như ăn ngủ nghỉ của con. Tùy thuộc vào nhu cầu ăn uống nghỉ ngơi của trẻ giúp mẹ có thể tập cho bé si tiểu theo thói quen. Thông thường mẹ si khoảng 3 đến 5 tiếng một lần si. 4. Có nên si tiểu cho bé như thế nào? Thời gian tốt nhất để bắt đầu cho việc si tiểu của bé là khoảng tháng thứ tư. Nếu bắt đầu muộn hơn thì bố mẹ sẽ mất nhiều thời gian hơn để cho bé làm quen với việc bỏ bỉm. Vậy để si tiểu cho bé hiệu quả chuyên gia có những gợi ý cho mẹ như, quan sát thói quen đi tiểu của bé và ghi lại để nhận biết lúc nào sẽ là lúc trẻ buồn đi vệ sinh khi trẻ có dấu hiệu buồn đi vệ sinh bố mẹ cần ngay lập tức đưa bô cho bé một cách nhẹ nhàng mỗi khi bé đi vệ sinh hãy thử dùng vài tiếng si si cho bé quen thuộc để mỗi lần si liên tưởng đến việc đi tiểu từ đó khi si bé dễ dàng hơn nếu trẻ không may đái dầm thì mẹ cần phải chấn an con bình tĩnh để bé không cảm thấy hoảng loạn buổi tối trước khi đi ngủ bố mẹ vẫn nên cho trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ bố mẹ cũng nên linh hoạt vấn đề này không cần quá cứng nhắc về việc si tiểu cho bé Đôi khi cũng cần dùng bỉm hay tã cho bé để giúp việc si tiểu dễ dàng hơn, luôn tích cực là điều bố mẹ cần ghi nhớ trong quá trình giúp trẻ có thể đi vệ sinh. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc lê minh tuấn tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích